Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Luật sư tiết lộ cuộc gặp với bố đẻ và chị gái nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên. Theo luật sư, trong quá trình tiếp xúc, bố nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên đề nghị luật sư cố gắng giúp đỡ trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho vợ và con gái của mình. Trao đổi với phóng viên vào chiều ngày 1 tháng 6, luật sư Lê Hồng Hiền, giám đốc công ty luật Lê Hồng Hiền và cộng sự Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, sau khi được gia đình bà Trần Thị Hiền đang bị bắt tạm giam, mẹ nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên, mời bào chữa cho hai vụ án, ông đã lên Điện Biên làm việc. Theo đó, luật sư Hiền đã có cuộc làm việc với ông Cao Hường, chồng bà Trần Thị Hiền và Cao Thị Loan, con gái lớn của bà Hiền. Tại buổi làm việc, gia đình đã mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Cao Mỹ Duyên trong vụ án xảy ra vào Tết Nguyên đán vừa qua, đồng thời đề nghị bào chữa cho bà Trần Thị Hiền trong vụ án liên quan đến việc buôn bán trái phép chất ma túy. Vụ việc của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên và bà Trần Thị Hiền là hai vụ án khác nhau. Tại buổi gặp, tôi làm việc chủ yếu với chị Cao Thị Loan, con gái lớn của bà Hiền, còn ông Cao Hường là người khá hiền lành ít nói. Trong quá trình tiếp xúc, chồng bà Hiền cũng đề nghị tôi cố gắng giúp đỡ gia đình trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho vợ và con gái của mình, luật sư Hiền thông tin. Trao đổi thêm về vụ án của bà Trần Thị Hiền, luật sư cho hay, do gia đình chưa được vào thăm nên không nắm được tình hình sức khỏe tâm lý của bà này hiện ra sao. Hiện tôi đang tiến hành thủ tục để bào chữa nên cần phải có thời gian. Trong thời gian tới, sau khi hoàn tất thủ tục, tôi sẽ đề nghị cơ quan điều tra cho tiếp xúc với bà Hiền. Lúc đó mới nắm được tình hình sức khỏe, các thông tin liên quan tới vụ án, luật sư Hiền nói thêm. Trước đó, ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên. Bà Hiền bị bắt để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đến thời điểm hiện tại, theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra có căn cứ để kết luận bà Trần Thị Hiền và nhóm đối tượng Vì Văn Toán là một đường dây tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại. Còn liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 9 bị can. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.